Thưa quý vị, cơn bão Ma'on vẫn đang di chuyển về phía khu vực biển Đông nước ta. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng đêm ngày 23 tháng 8, bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là từ phía bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều ngày 23 tháng 8 có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh phía Bắc của miền Trung sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi trở lại. Với lượng mưa trong đêm nay và sáng mai phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Sau những cơn mưa đêm, ngày mai cả Bắc Bộ và miền Trung đồng loạt giảm mưa, trời chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, nhiệt độ cao trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Nóng xảy ra cục bộ một số nơi thuộc vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Trong chiều và tối mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi, với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.